Xin chào tất cả mọi người. Lâu lắm rồi mới được nói câu này. Thực ra thì lý do của cái video ngày hôm nay đó là trong khoảng tầm 2 tháng trở lại đây, Chi có rất là nhiều những cái sự thôi thúc, mình nghe thấy, cảm giác thấy rất là nhiều những cái tâm tư, nguyện vọng, thỉnh cầu, cầu nguyện đến từ rất nhiều người. Nó đi qua rất là nhiều những cái hình thức khác nhau, như là những cái suy nghĩ ở trong đầu mình, hay là những cái tiếng nói bên tai mình, hay là đi qua những cái giấc mơ. Thì nhân một cái ngày, hôm nay là ngày trăng nguyệt thực, trăng máu nguyệt thực, và Chi đang ở trên Đà Lạt, và mình cảm thấy là mình không thể chậm trễ hơn được nữa. Mình cảm thấy là mình không muốn kìm nén tất cả những cái thông điệp đấy thêm nữa, và mình tự nói với bản thân mình là ít nhất 1 đến 2 người sẽ cần nghe tất cả những cái thông điệp này ngày hôm nay. Cho nên là Chi đã quyết định làm cái video này một cách rất là ngẫu hứng, cùng với 2 cái bộ bài mà mình mang đi trong cái chuyến đi lần này, và cùng với cái tai nghe. Cho nên là nếu như mọi người không nghe rõ thì hãy thông cảm cho Chi nha, vì Chi đang sử dụng tai nghe để thu âm cái clip này. Thì ngày hôm nay không có một cái chủ đề bất cứ cụ thể nào cả, cũng không có một cái mục đích cụ thể nào cả. Nó chỉ đơn giản là cái thông điệp mà mọi người cần nghe ngay tại thời điểm này. Ôi, lâu lắm rồi mới làm clip, phải đến 1 2 năm, 1 năm hay là 2 năm gì đấy, 1 năm. Thế là Chị đang cảm thấy khá là nhớ cái cảm giác này. Hay là hôm nay thì mình sẽ có 2 tụ bài. Chị sẽ không làm nhiều, sẽ không chia nó ra thành 3 tụ bài như ngày trước mọi người hay nhìn thấy. Đây chỉ là một cái clip rất là random thôi, nên là nó sẽ chỉ bao gồm 2 tụ bài. Đáng lẽ là Chi chỉ làm 1 tụ duy nhất, là không có chọn tụ mà chỉ là có thông điệp thôi, nhưng mà mình cảm thấy là mình cứ có một cái cảm giác là sẽ có 2 cái luồng, 2 cái hướng đi của 2 cái thông điệp khác nhau. Cho nên là mình sẽ sử dụng 2 cái bộ bài mà mình mang đi để cho mọi người lựa chọn. Thì đây sẽ là tụ đầu tiên, tụ 1, và đây sẽ là tụ 2. Mong là mọi người sẽ nhìn thấy. Nếu như bạn nào mà đã quen thuộc với những cái clip của Chi rồi thì mọi người cũng sẽ biết rằng là dành một cái khoảng thời gian nhất định để lựa chọn tụ, làm sao cho mình cảm thấy thoải mái, rỗng nhất để có thể đón nhận cái thông điệp một cách chính xác nhất. Và đây chỉ là một cái, nhắc lại một chút là đây chỉ là một cái trả bài chung, cũng như là cái thông tin dành đến cho rất nhiều người khác nhau. Cho nên mọi người hãy chọn lọc cái thông điệp sao cho phù hợp với bản thân mình nhất. Ok, thì bây giờ Chi sẽ đến với tụ đầu tiên. Bộ bài After Tarot, tụ 1. Ok, chị sẽ sử dụng tụ 1 là bộ bài After Tarot. Xin chào tất cả mọi người. Chào các bạn chọn tụ 1 của ngày hôm nay. Nếu như bạn nào đã từng xem kênh trải bài của Chi thì có lẽ là rất lâu rồi Chi mới quay trở lại với trải bài, và dường như đây là một cái clip mà mình được quá là thôi thúc rồi, mình mới mò lên, mình mới ngoi lên để gặp mọi người. Và mong là mọi người sẽ có những cái thông điệp mà mọi người cần nghe ở trong cái trải bài ngày hôm nay. Và cái câu hỏi nó chỉ đơn giản là mọi người đang cần nghe gì ngay tại thời điểm này. Tụ 1, tất cả các bạn chọn tụ 1 đang cần nghe gì ở thời điểm này. Nếu như Chi có nói bé, nghe thấy bé thì mọi người thông cảm với Chi nha, tại vì bây giờ cũng là muộn rồi và Chi đeo tai nghe chứ không đeo cái thiết bị
mic thu âm. Mình có The Hierophant. Và chị cũng không có quá nhiều không gian để set up để mọi người có thể nhìn thấy cái lá bài. Cho nên là mình sẽ ngẫu hứng với cái clip này. The Hierophant. Tất cả các bạn chọn tục 1 các bạn đang cần nghe điều gì tại thời điểm này. The Emperor. Ui. Đầu tiên là cái tụ này đang bốn kiếm. Thì cái thông điệp đầu tiên mà chị nhìn thấy ấy, là cái tụ này các bạn đang trải qua một cái khoảng thời điểm nó gọi là xoay chuyển cực kỳ lớn trong công việc, sự nghiệp, tài chính của các bạn. Dường như là trong khoảng tầm 3 tháng đổ lại đây, các bạn cảm thấy là bạn không còn một cái lối thoát nào ở trong cái tài chính hay là cái công việc của mình. Các bạn liên tục gặp những cái sự bế tắc, và các bạn cảm thấy là tất cả những cái niềm tin cũ của mình nó đang bị thử thách. Tất cả những cái mà mình đã từng tin vào bản thân mình trong cái định hướng công việc này, trong cái định hướng tài chính này, trong cái định hướng nghề nghiệp này, trong suốt khoảng tầm 1 năm trở lại đây, các bạn xây dựng một cái niềm tin rất là vững chắc để các bạn manifest, các bạn thu hút một cái cuộc sống, một cái thực tại mới trong cái con đường công việc và định hướng sự nghiệp của các bạn. Thế nhưng mà trong khoảng tầm 3 tháng đổ lại đây thì tất cả mọi thứ, 4 tháng trở lại đây, tất cả mọi thứ nó bị đảo lộn, và dường như là nó đi ngược lại, nó đi phá lại với tất cả những cái niềm tin mà các bạn tưởng rằng là các bạn đã được chữa lành rồi, các bạn tưởng rằng các bạn đã vững rồi, các bạn tưởng rằng là cái định hướng công việc và nghề nghiệp của các bạn nó đã ok rồi, nó đã ổn rồi. Thì cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian hoặc là vừa qua rồi, các bạn bị thử thách rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái sự thử thách lớn đó nó nhằm cái mục đích xoay chuyển lại hoàn toàn cái công việc, cái định hướng nghề nghiệp và cái niềm tin của các bạn về cái thế giới vật chất. Ở trong cái thời điểm này từ giờ đến cuối năm, và thậm chí là từ giờ cho đến tháng 5 năm sau, nó sẽ thử thách các bạn rất 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 nhiều bằng rất nhiều bài học. Chị nói ra cái thông tin này thực sự là không muốn là dọa mọi người hay là cảnh báo mọi người một cái gì cả, mà chị chỉ muốn mọi người thấy rằng là cái bài học mà nó đến với các bạn trong vòng 4 5 tháng nữa ấy, hoặc là từ giờ đến tháng 4 tháng 5 năm sau ấy, nó sẽ thật sự là một cái sự gọi là khi mà ở cái thời điểm tháng 4 tháng 5 năm sau các bạn nhìn lại ấy, các bạn sẽ thấy là wow, nó là một cái hành trình rất là tuyệt vời. Nó đưa mình đến với một công việc mới, nó đưa mình, nó cũng không hẳn là công việc mới mà nó là một cái định hướng mới hoàn toàn trong cái sự nghiệp của mình. Cho dù các bạn đang làm nghề nghiệp gì thì có thể là các bạn thay đổi cái định hướng của mình, và các bạn sẽ thấy rằng là wow, nó thay đổi hoàn toàn mọi thứ trong cái định hướng công việc của mình. Và nó là một cái blessing, nó là một cái sự phước lành khi nó xảy ra tất cả những cái bài học như vậy. Từ giờ cho đến tháng 4, tháng 5 năm sau nó mới kết thúc cái chu kỳ để cho các bạn. Tháng 4, tháng 5 năm sau sẽ là cái khoảng thời điểm để cho các bạn hoàn toàn xây dựng một cái nền móng mới hoàn toàn luôn trong cái định hướng nghề nghiệp của các bạn. Nó sẽ là một cái gì đấy rất rất mới. Có thể là các bạn sẽ, ở đây có một số trường hợp chị nhìn thấy như sau. Các bạn làm những cái công việc mà lương, sau đó các bạn đổi hoàn toàn sang thành self-made, hoặc là entrepreneur, khởi nghiệp. Nó là một cái gì đấy hoàn toàn gọi là đứng độc lập, làm chủ. Hoặc là các bạn lên một cái vị trí hoàn toàn mới, hoặc là các bạn cầm tất cả những cái gì mà mọi người có để mọi người đi dạy lại người khác. Và các bạn kết thúc cái hành trình học cái bài học, học cái thử thách để các bạn mang tất cả những cái điều đấy đi ra ngoài và dạy cho những người, không hẳn là dạy mà đồng hành cùng với những người cùng cần các bạn. Thì cái phần này á, nó giống như là có một số bạn có thể là đi theo life coach hoặc là spiritual teacher, những cái người thầy tâm linh, những cái người mà dạy về lifestyle, về lối sống,
Hoặc là sau này cũng có thể có một số người làm nghề cô giáo, thầy giáo một cách truyền thống. Thế nhưng mà các bạn có một cái định hướng mới hoàn toàn, có nghĩa là làm giáo dục một cách mới hoàn toàn. Và cái khoảng thời điểm tháng 4 năm sau, sorry mọi người, chị ngồi ngoài ban công. Và cái thời điểm tháng 4 năm sau á, sẽ là cái thời điểm mà mọi người mới chính thức được nghỉ tay á. Kiểu như là nó sẽ xảy ra một số những cái bài học, một số những cái chu kỳ liên tục trong vòng vài tháng như vậy, từ giờ cho đến tháng 4, tháng 5 năm sau. Và cho đến cái khoảng thời điểm đó các bạn mới thực sự thấy rằng là à ok, bây giờ mình mới có thể được nghỉ, mới có thể sắn tay, mới có thể nằm xuống, mới có thể gọi là được nghỉ ngơi sau cả một cái khoảng thời gian mà mình phải liên tục thay đổi. Có những lúc mà các bạn cảm thấy kiểu mất niềm tin với cái việc là không biết mình đang làm cái gì, và không biết cái định hướng của mình là gì, cái công việc của mình là gì. Nếu như các bạn đang ở trong cái trường hợp đó, sorry mọi người nếu ồn, nếu như các bạn đang ở trong cái trường hợp đó thì hãy tin chi rằng tất cả những cái sự xoay chuyển đó, tất cả những cái nó vòng lặp liên tục như vậy mà mọi người không thể thoát ra được á, nó chính xác đang là những cái mà nó đào móng lên, nó phá nhà đi, nó phá hết tất cả những cái gọi là vững chắc mà các bạn nghĩ là vững chắc đó trong khoảng tầm 1 năm trở lại đây, để mà mọi người xây dựng lại cái nền móng hoàn toàn, bởi vì nó không còn phù hợp với mọi người nữa. Và cái Emperor này là một cái, khi mà chị nhìn thấy cái cảm giác Emperor với cả The Hierophant đứng cạnh nhau ấy, nó là một cái gì đấy mà nó rất là vững chãi, nó là một cái gì đấy mà nó ở ở cái tầm gọi là người thầy rồi, và nó rất là vững chắc rồi, và nó xây, nó vừa mới đứng lên một cái vị trí thực sự là một cái người mà đáng để tin cậy, một cái vị lãnh đạo, một cái người uy tín, một cái sự chắc chắn và có gốc rễ đâm sâu xuống dưới đất mẹ, đâm sâu xuống dưới cái thực tại này, để cho các bạn có thể có thậm chí là một cái nền móng đủ vững chắc để mọi người có thể giúp đỡ và dạy bảo lại, hướng dẫn lại, định hướng lại cho cả những người khác nữa. Thì đây thực sự là một cái hành trình xứng đáng, bởi vì nó không chỉ dành cho bạn. Cái trải bài này của cái tụ này, cái định hướng công việc, thay đổi công việc của sự nghiệp của các bạn ạ, nó không chỉ dành riêng cho một mình các bạn, mà cái kết quả, cái ảnh hưởng của nó còn là một cái sự ảnh hưởng đến một cái cộng đồng mà các bạn đang dẫn dắt nữa. Cho dù bất cứ cái sự, đây là bất cứ cái sự thay đổi nào ở trong công việc sự nghiệp của các bạn, hay là định hướng mới, hay là các bạn mới tìm được một cái ánh sáng ở trong cái con đường của bạn ạ, thì cái sự thay đổi này nó không chỉ ảnh hưởng lên các bạn, mà hãy nhớ là nó còn ảnh hưởng lên tất cả cái cộng đồng mà các bạn đang có ảnh hưởng. Nó có thể là một cộng đồng nhỏ, một cộng đồng to, hoặc là bạn bè xung quanh, hoặc là cái môi trường làm việc của các bạn sẽ có một cái ảnh hưởng cực kỳ lớn đến những người xung quanh. Thế cho nên những cái bài học này nó sẽ phải rất là xứng đáng để các bạn có thể đứng ở cái vị trí đó. Và cái thứ hai, cái tiếp theo nữa mà chị nhìn thấy rất nhiều màu đỏ. Thì cái màu đỏ ở đây nó tượng trưng cực kỳ nhiều cho cái nền tảng vật chất, cái nền tảng ở thế giới vật lý này, cái nền tảng ở thế giới vật chất này, cái cơ sở vật chất của các bạn. Cho nên là nó sẽ định hình lại toàn bộ, cho các bạn có thể ổn định lại cái nguồn, cái dòng tiền của mình, ổn định lại cái dòng năng lượng sáng tạo, cái dòng năng lượng công việc của mình một cách ổn định, để mình có thể đi tiếp trong vòng 2 tới 3 năm nữa, hoặc là tới 5 năm nữa, hoặc là tới 6 năm nữa, 5 năm nữa, để cho các bạn có một cái dòng nó ổn định hơn. Có thể là các bạn ở cái tụ này á, các bạn đang ở cái độ tuổi 27, 28, hoặc là ở cái độ tuổi một số ít 35, 36, hoặc 27, 28, hoặc 19, 20, là những cái độ tuổi mà nó đang đi sang một cái vòng chu kỳ để tạo một cái nền móng vững chắc mới cho khoảng tầm 5 đến 6 năm nữa. Thì ở cái thời điểm này chính là cái thời điểm mà các bạn đang phải trải qua King of Wands. Ui, rất nhiều những cái lá, các bạn nhìn này: The Emperor, King of Wands, The Hierophant. Chỉ trong vòng 4 đến 5 tháng nữa thôi, hoặc là đến tháng 4, tháng 5 năm sau thôi, bạn sẽ ở một cái vị trí hoàn toàn mới. Khi mà bạn đứng ở cái vị trí đấy và bạn nhìn lại nó, bạn sẽ cảm thấy nó dường như là nó có một cái cảm giác là kiểu uầy, thật là buồn cười ấy. Khi mà ở cái khoảng thời điểm này mình đã lo lắng quá là nhiều. Ở cái
khoảng thời gian tháng 4, tháng 5 năm sau, nó sẽ là cái khoảng thời gian mà các bạn sẽ có rất nhiều việc để quan sát, để chiêm nghiệm, để chia sẻ, để dạy, để hướng dẫn, để định hướng, để tỏa sáng, để tỏa ra và để giúp đỡ. Đó là tất cả những cái từ khóa mà nó xuất hiện ở trong ba cái lá này. Và cuối cùng các bạn sẽ có một cái cảm giác là được nghỉ ngơi. Tức là sẽ có những cái người mà họ giúp đỡ hoặc là họ chạy cho mình cái dòng năng lượng, nó vận hành công việc của mình. Mình không phải là cái người mà đau đầu suốt ngày làm thế nào để vận hành lại tất cả mọi thứ một cách đúng lịch trình, một cách đúng kỷ luật, một cách nghiêm túc nữa. Và lúc đấy nó đã là cái dòng ổn, dòng năng lượng ổn định của các bạn rồi. Các bạn sẽ phải học cái cách kỷ luật mình rất là nhiều, nghiêm khắc với bản thân mình rất rất là nhiều, đặc biệt là với những bạn làm sáng tạo. Chọn cái tụ này, The King of Wands này là một cái người mà họ đã có một cái hành trình phải học đi học lại cái việc kiên nhẫn, kỷ luật, hành động, cái nguồn năng lượng tính nam ở trong mình. Và kể cả là The Emperor cũng thấy cái tụ này là một cái tụ, mặc dù cho dù là các bạn làm nghề gì hay là ở độ tuổi nào nhá, các bạn đang phải bị thử thách rất nhiều trong cái tính kỷ luật và cái sự hành động của mình. Có nghĩa là cái tính nam của mình á, có thể là ở tụ này các bạn gặp một số vấn đề, một số bạn gặp vấn đề với năng lượng của người cha. Một số bạn thôi nhá, chứ không nói là tất cả. Cho nên nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái tính nam ở trong cái nguồn năng lượng của các bạn. Và nó khiến cho các bạn gặp khó khăn trong việc kỷ luật bản thân mình, nghiêm khắc, nghiêm túc với tất cả những cái kế hoạch, những cái hành động của mình. Hoặc là gặp khó khăn trong cái việc là có đủ cái sự tự tin để hành động theo cái kế hoạch của mình. Thì đó là cái mà các bạn đang mắc phải, một số những cái thử thách mà các bạn đang cần phải vượt qua. Và chắc chắn 100% là cho tới cái khoảng thời điểm tháng 4, tháng 5 năm sau, các bạn sẽ thấy mình ở một cái vị trí hoàn toàn mới. Trong lúc đấy thì chỉ có một số, có thể là các bạn về mặt cung, các bạn thuộc cung lửa hoặc là cung đất, Bạch Dương Sư Tử Nhân Mã, hoặc là Ma Kết Kim Ngưu Sử Nữ, hoặc là ở đây có một số bạn, có thể là số ít thôi, tuổi Dê hoặc là tuổi Trâu, thì đó là cái nguồn năng lượng mà các bạn có thể thấy được mình ở trong cái tụ này. Thì tất cả những cái mà thử thách mà các bạn đang gặp phải ở trong cái công việc, sự nghiệp, tài chính của mình, những cái dòng nguồn năng lượng nó bất ổn định ở trong cái định hướng công việc, sự nghiệp của mình, hoặc là cái tài chính của mình, nguồn tiền của mình, thì hãy nhớ nó đang là cái sự xoay chuyển bốc hết cả móng, cả gốc rễ, đạp đổ cả tường, tủng các thứ đi, nhà của các bạn, những cái nguồn năng lượng, niềm tin của các bạn mà các bạn đã xây dựng lên trong suốt thời gian vừa qua, nó sẽ bị đạp đổ bởi chính cái nguồn năng lượng của các bạn và cái khát khao trong cái sự trưởng thành linh hồn thôi. Nó là cái sự lên level ở trong cái chặng đường linh hồn và tâm linh của các bạn, cho nên nó buộc phải dỡ đi tất cả những cái gì không cần thiết và không đúng với cái danh tính mới của các bạn nữa. Thì đến cái thời điểm mà từ nay cho đến tháng 4, tháng 5 năm sau, nó sẽ xây dựng lại hoàn toàn một cái nền móng mới các bạn. Chỉ vậy, một năng lượng lửa ở đây rất rất là nhiều. Các bạn có thể là hoàn toàn các bạn thuộc cung lửa, hoặc là ở trong cái bảng chart của các bạn, birth chart của các bạn có rất là nhiều cái cung lửa, trội cung lửa. Và ở đây một lần nữa chị thấy được những cái tổn thương. Ngoài cái việc mà chị nhắc đến cái việc là tổn thương với cái nguồn năng lượng tính nam của mình, nó khiến cho mình gặp cái nguồn năng lượng, nếu như các bạn để ý, có thể là trong cái cuộc sống của bạn, trong những cái hành trình công việc, định hướng sự nghiệp của bạn, gặp rất là nhiều những cái mối quan hệ với một cái người nam nào đó, cho dù các bạn là giới tính gì nhá. Có thể các bạn gặp mối quan hệ với những cái người nam, những cái anh lớn, hoặc là những cái người đi trước, những cái người lớn tuổi hơn mình, những cái người thầy của mình. Và chính từ những cái người thầy đó, chính từ những cái người anh lớn đó, các bạn bị tổn thương với những cái mối quan hệ đó. Có thể là gây tổn thương cho nhau, vô tình gây tổn thương cho nhau, hoặc là bằng một số những cái tình huống không mong muốn xảy ra. Không cần biết là ai đúng ai sai như thế nào, chị cũng không muốn đánh giá là ai đúng ai sai. Chị chỉ thấy được cái tổn thương của bạn
những cái vết xước, những cái vết bị đâm, bị xước ở trong tim của các bạn khi các bạn có những cái mối quan hệ với những cái người đàn ông này. Nó có thể là những anh lớn, nó có thể là những người thầy là nam hoặc là tính nam trội hơn, hoặc là người bố, hoặc là đồng nghiệp, hoặc là những cái người thầy của mình. Và những cái người mà mình coi là người thầy, họ trội tính nam hơn, hoặc là họ là nam, thì các bạn gặp những cái tổn thương rất sâu sắc với những cái người này. Cho nên nó khiến cho bạn có một cái niềm tin sâu sắc về bản thân rằng bạn không làm được một cái gì đó, và mình sẽ không đủ can đảm để làm cái điều đó, hoặc là mình không nên làm cái điều đó, hoặc là nếu như mình làm cái điều đó thì mình sẽ cảm thấy áy náy với cái người đó, hoặc là mình làm như vậy là sai. Bạn đánh giá rất là nhiều từng bước đi, từng hành động, từng cái suy nghĩ, cảm xúc của bạn khi sau khi mà các bạn có những cái vết xước với những cái người này, hoặc là với cái người này. Thì đây là một cái tổn thương cần phải giải phóng, và chắc chắn từ giờ cho đến khoảng 4-5 tháng nữa các bạn sẽ giải quyết được những cái nốt, những cái tổn thương còn tồn đọng này. Có thể là gặp lại, thậm chí là gặp lại những người này ở một cái sự kiện, một cái tình huống, một cái câu chuyện như thế nào đó, gặp lại những cái người này, nhưng cái nguồn năng lượng nó sẽ được thay đổi rất là nhiều. Cái nguồn năng lượng ở đây nó sẽ là cái nguồn năng lượng chữa lành. Cái nguồn năng lượng đó nó sẽ là cái nguồn năng lượng nhẹ nhàng hơn, tự tin hơn rất là nhiều, và không còn sợ hãi trước những cái tổn thương đến từ những cái mối quan hệ như vậy nữa. Nó có thể là trực tiếp như vậy, hoặc nó có thể là không cần gặp nhau, nhưng mà bạn cảm thấy là đã đến lúc để bạn cho những cái tổn thương đấy nó đi rồi, và đã đến lúc để bạn lấy lại cái kiểm soát, lấy lại cái sự cân bằng ở trong những cái bước đi của mình, hành động của mình, và những cái gọi là kế hoạch mới, chuyển giao mới của mình rồi. Đã đến lúc phải giải phóng những cái tổn thương cũ rồi. Nó chắc chắn bạn sẽ không cần phải cố gắng tìm cách là làm thế nào để giải phóng tổn thương cũ, hay là làm thế nào để hỏi là chưa làm thế nào để quên đi đâu, không. 4-5 tháng nữa trong vòng tầm đấy thôi, nó sẽ xảy ra những cái tình huống sự kiện, những cái confirmation, hoặc là gặp những cái người mới, họ confirm lại cho bạn, họ khẳng định lại cho bạn là bạn không làm gì sai cả. Và cái sự lựa chọn đó của bạn từ trước đến nay, bạn luôn luôn đã lựa chọn cái quyết định đúng và cần thiết tại cái thời điểm đó, tại cái thời điểm nó xảy ra những cái tổn thương như vậy. Thì đó là cái mà chị muốn nhắc tới. Ngoài ra thì có một người phụ nữ trong cái khoảng thời điểm đó mà bạn đang chữa lành trong vòng 4-5 tháng tới đó, sẽ có một cái người phụ nữ, đây có thể là một người phụ nữ bạn đã biết rồi, đã quen rồi, cận kề ở bên bạn, hoặc là một cái người phụ nữ sắp mới đến một cung khí hoặc là cung lửa. Cái người này hoặc là trong những cái điểm bớt chạp lớn của người ta, cung mộc hoặc là trăng hoặc là mặt trời gì đó, sẽ có cung khí hoặc là cung lửa, hoặc là một người phụ nữ lớn tuổi hơn bạn, họ sẽ đem đến một cái giải pháp nào đó, hoặc là một cái cơ hội nào đó, hoặc là một cái gì đó mà nó khiến cho bạn cảm thấy được cái sự phước lành, cảm thấy lại được cái sự phước lành của cái hành trình này, và sẽ tiếp tục tin tưởng vào bản thân để bước đi cái hành trình này. Đó là cái thông điệp lớn nhất mà chị nhìn thấy dành cho tụ một. Chị sẽ bốc thêm một chút Earth Healing. Yeah. Cái Earth Healing ngay lập tức, cái lá này làm cho chị nghĩ đến cái luân xa gốc rễ màu đỏ mà từ nãy đến giờ chị có nhắc đến. Nó liên quan rất là nhiều đến cái nền tảng vật chất của các bạn, cái nền tảng đất mẹ, nền tảng vật chất ở cái thế giới đất mẹ này, ở cái thế giới 3D này, cái thế giới thực tại này, nó đang healing rất là nhiều, nó đang chữa lành rất là nhiều những cái sợi dây liên quan đến những cái tổn thương về nền tảng vật lý, về công việc, sự nghiệp, về định hướng cá nhân, về niềm tin của cá nhân, về dòng tiền, về tài chính. Nó xử lý rất là nhiều trong khoảng thời gian này. Nếu như bạn càng thấy nhiều những cái sự lộn xộn xung quanh mình, hoặc là những cái sự ngưng trệ xung quanh mình, thì đằng sau đó lại càng đang là những cái tầng cao hơn, hay là những cái đội ngũ đằng sau bạn, những cái đội ngũ ở cái tầng cao hơn đằng sau bạn đang giúp đỡ bạn để chữa lành tất cả những cái vết thương này. Nó càng hỗn loạn, trông nó càng hỗn loạn, thì đằng sau nó càng đang nhiều những cái lực lượng để đứng, để có thể giúp đỡ các bạn xoay chuyển lại cái tình thế. Hãy tin vào cái niềm tin đó để có thể bước tiếp, để có thể tiếp tục xử lý tất cả những cái điều này. Nó
nói thế không có nghĩa là các bạn ỷ lại vào những cái niềm tin cao hơn của mình, mà nói thế để cho các bạn hiểu rằng là cái thử thách này nó là có lý do, nó là có cái mục đích. Và ngoài ra Chi còn thấy là một số những cái gọi là gì nhỉ, addiction, những cái sự nghiện ở trong hoặc kém, có thể là dùng một số những cái phương pháp nào đó, một cái những cái lối thoát nào đó để đánh lừa thực tại của mình, hoặc là để quên đi cái thực tại rằng là mình đang có quá nhiều thứ phải xử lý như vậy, thì tất cả những cái addiction đó nó cũng sẽ được giải quyết, nó cũng sẽ được xoay chuyển, nó cũng sẽ được chữa lành ở trong cái khoảng thời gian sắp tới bằng tình huống nào đó, bằng một cái sự ngộ ra nào đó của các bạn ở trong cái khoảng thời gian sắp tới. Và ngoài ra thì cái việc mà như chị đã nhắc đến á, cái việc mà các bạn đang chữa lành, cái việc mà các bạn đang trải qua rất là nhiều những cái sự lộn xộn và lấy lại rất là nhiều cái sự đứng vững ở trong cái đôi chân của mình á, nó không chỉ ảnh hưởng đến bạn mà nó còn ảnh hưởng đến cộng đồng của bạn, nó còn ảnh hưởng đến đất mẹ, đến cái sự rung động, đến cái tần số cao hơn của đất mẹ. Và nếu như các bạn theo dõi nhiều những cái thông tin về tâm linh, về năng lượng, thì các bạn sẽ biết là trái đất, và Chi cũng có cái bài viết này ở trên Instagram, trái đất đang trải qua một cái sự thanh lọc cực kỳ lớn trong vòng 2 năm trở lại đây, và đến cái khoảng thời điểm này nó đang tiếp tục thanh lọc cực kỳ mạnh. Cho nên với những cái người, với những cái đối tượng mà các bạn có cái ý thức chuyển giao, có cái ý thức đi qua cái sóng gió này để nâng cái tần số của mình lên, tiếp tục tin vào những cái niềm tin mới, xây dựng những cái thực tại mới bằng những cái suy nghĩ, những cái tầng nhận thức cao hơn của mình, những cái sự luyện tập, kể cả là trong những cái nhỏ nhặt nhất, luyện tập mỗi ngày về cái sự kiên nhẫn, về cái sự chuyển hóa, làm việc với bản thân, làm việc với bóng tối, mang cái niềm tin về tình yêu và ánh sáng của mình để bước tiếp trên cái hành trình này á, thì đó, các bạn sẽ là những cái hạt giống tiếp theo để bước sang cái thế giới mới, để bước sang cái thực tại mới. Và nó sẽ góp phần rất là lớn trong cái việc nâng cái tầng nhận thức, tần số của trái đất này lên. Và đó chính là cái mục đích của chữa lành trái đất ở trong cái lá Earth Healing này. Trời, ngoài ra nó lật ngay lên luôn, ngay lập tức là Power of the Divine Masculine. Có nghĩa là cái năng lượng tính nam cho các bạn sẽ phải chữa lành rất nhiều trong cái khoảng thời gian sắp tới về cái tính nam của mình. Chỉ nhắc lại một lần nữa, tính kỷ luật này, sự hành động, quyết đoán, sự nhạy bén trong những cái quyết định của mình, trong những cái hành động của mình. Nó còn là những cái sự chữa lành với những cái mối quan hệ, với những cái người đàn ông, hoặc là với những cái người trội tính nam mà bạn bị tổn thương ở trong quá khứ, ở trong những cái sợi dây quá khứ, hoặc là những cái sợi dây kiếp trước, hoặc là với ba của mình, bố của mình, cái người sinh thành ra mình trội cái tính nam, thì cái khoảng thời gian sắp tới nó sẽ liên tục như vậy. Ngoài ra Chi còn nhìn thấy là nó còn ảnh hưởng và chữa lành đến rất là nhiều cái sợi dây tổ tiên của các bạn. Earth Healing, cái lá Earth Healing cũng vậy, lá Hierophant và cái lá Divine Masculine này cũng vậy, nó liên quan rất nhiều. Cái tầng màu đỏ này cũng vậy, nó liên quan rất nhiều đến cái sợi dây về mặt tổ tiên của mình. Tất cả những cái xiềng xích, những cái vòng lặp đến từ những cái thế hệ trước của các bạn, nó cũng sẽ được chữa lành từ cái chu kỳ chữa lành này của chính các bạn. Những cái này thì Chi đã nói rất là nhiều trong những clip cũ của mình rồi. Bất cứ một cái vết thương nào khi mà mình chữa lành, mình làm việc với nó, mình đối mặt với nó và mình chuyển hóa nó thành tình yêu thương, sự ánh sáng và sự chữa lành, thì mình đang góp phần cực kỳ lớn trong việc chữa lành cả cái sợi dây ADN, cũng như là luân xa, cũng như là nguồn năng lượng trong dòng tổ tiên của mình. Đó là cái thông điệp mà Chi thấy được dành cho mọi người. Ngoài ra thì Chi cũng nhắc lại một lần nữa là sẽ có những cái sự xuất hiện của những cái người mang đến cho các bạn sự chữa lành ở trong cái khoảng thời điểm sắp tới. Có thể là một người cái mối quan hệ với những cái người đàn ông cũ, họ sẽ xuất hiện lại, họ sẽ bằng một cách nào đó, bằng một cái tình huống nào đó nó xảy ra để cho mọi người có thể giải quyết được những cái niềm tin cũ, giải quyết được những cái tổn thương cũ của mình và bước tiếp. Đó chính là toàn bộ những cái thông điệp mà Chi dành cho tụ một. Chi cảm giác như đến đây là đủ rồi. Chi cảm giác như là cái tụ một này nó liên quan cực kỳ nhiều đến cái dòng tài chính của các bạn, đến cái công việc, sự nghiệp,
sự sáng tạo của các bạn. Màu đỏ và màu cam rất là nhiều. Và tại vì sao nó đang tắc nghẽn và gặp thử thách là nó đến từ những cái tổn thương, nhắc lại một lần nữa, đến từ những cái tổn thương với những người đàn ông, với những cái mối quan hệ với những người đàn ông. Và cái này là trong công việc, kể cả là bạn là nam hay là nữ, có thể là những vết xước, có thể là những cái sự tổn thương, những cái sự mất niềm tin từ những chính những cái người thầy của mình, hoặc kể cả là người phụ nữ nhưng họ mang cái tính nam trội hơn, và mình gặp những cái vết xước, mình gặp những cái tổn thương với những cái người này, và nó khiến cho bạn trượt dài trong ít nhất là 1 đến 2 năm trở lại đây. Nó trượt dài trong cái công việc sự nghiệp của bạn. Và đến cái thời điểm này là đến cái thời điểm mà chị cảm giác như cái lá này nó còn nói lên một cái điều nữa là các bạn nghỉ đủ rồi ấy. Cái nghỉ ở đây không phải là nghỉ ngơi, mà chị thấy rằng là các bạn trốn đủ rồi. Đằng sau tất cả những cái vết thương giống như cái lá này, đằng sau tất cả những cái vết thương, những cái sự rào, những cái sự dè chừng, tất cả những cái tổn thương mà các bạn phải nhìn ngó, các bạn phải áy náy, các bạn phải thậm chí là không biết cần biết ai đúng hay sai, nhưng lúc nào bạn cũng mang một cái tâm thế áy náy và sợ hãi. Và đến đây là đủ rồi. Đến đây là cái lúc các bạn cần phải đứng lên để mà giành lại cái cây trượng của mình, để mà giành lại cái ngôi vị của mình. Chị không biết sao đấy, chị nhìn rất là nhiều vào cái con dê này, thì có thể là các bạn thuộc tuổi dê, tuổi trâu, hoặc là các bạn hợp với những cái tuổi này, thì lưu ý cái điều đó. Và nhắc lại một lần nữa là các bạn sẽ, cái khoảng thời gian này sẽ là cái khoảng thời gian có xảy ra những cái tình huống thử thách rất rất nhiều, cho đến bao giờ buộc các bạn phải đứng lên, giành lại cái cây trượng của mình, giành lại cái vị trí của mình. Nghĩa là các bạn cứ trôi á, các bạn cứ trôi theo tất cả những cái sự sợ hãi đó, tất cả những cái dè chừng và những cái mà tổn thương đó. Và cho đến cái thời điểm này là cái thời điểm mà nó càng ngày nó càng xảy ra nhiều thử thách, càng ngày nó càng xảy ra nhiều cái sự push, những cái sức đẩy, những cái sức nặng, những cái sự chèn ép vũ trụ, cái chèn ép ở trong, hoặc cái vũ trụ buộc phải đẩy bạn cho đến cái bờ vực cuối cùng, đẩy bờ vực cuối cùng, hoặc là đẩy bạn không còn cái bước đường cùng nào khác ngoài cái việc là đứng lên, ngồi lại vào cái ngai vàng của chính bản thân mình, lấy lại cái cây trượng niềm tin trong cái bản thể của chính bản thân mình, để mà đứng dậy, để mà tiếp tục, để mà thay đổi lại hoàn toàn tất cả những cái niềm tin cũ đó, để mà đứng lại lên, để mà ngồi lại vào cái vị trí của mình, vào lại cái sự tỏa sáng của mình, và cam kết lại với chính bản thân mình, để mà xây dựng một cái gì đấy nền móng hoàn toàn mới. Nhìn thấy rất nhiều màu đỏ ở đây. Cái nền tảng cơ sở vật chất, cái nền tảng vật lý của các bạn, nền tảng vật chất của bạn, nó đang được xây dựng lại cực kỳ mạnh. Vì thế mà các bạn sẽ thấy là khoảng thời gian vừa qua nó rất là hỗn loạn, nó xoay chuyển liên tục, tắc nghẽn liên tục. Và từ giờ đến tháng 4, tháng 5, các bạn tin chi đi, đến cái khoảng thời điểm đó các bạn nhìn lại, nó sẽ khác hoàn toàn, nó sẽ vững chắc hơn rất là nhiều, nó sẽ đầm hơn rất là nhiều, nó sẽ cắm cọc sâu rễ hơn rất là nhiều so với khoảng thời gian này. Nếu như các bạn cuối cùng thực hiện tất cả những cái tính nam của các bạn, những cái sự quyết định hành động, những cái về phía trước, những cái định hướng, những cái sự tin tưởng vào chính bản thân mình, không sợ hãi, divine masculine. Nếu như, không phải là chị nói là ngồi há miệng từ giờ đến tháng 4, tháng 5 nó sẽ xảy ra những cái điều đó nhé. Nó sẽ xảy ra những cái điều đó khi các bạn đặt tất cả những sự sợ hãi và tổn thương xuống, và cuối cùng bỏ qua tất cả những cái vết xước đó, bạn đứng lại lên cái vị trí của mình. Bạn sử dụng cái tính nam của mình, cái sự quyết đoán này, hành động, kỷ luật, nghiêm khắc, thì các bạn sẽ đạt được ba cái lá này. Một cái vị trí mà cực kỳ lớn, nếu như bạn nào tiếp xúc nhiều với Tarot rồi, các bạn sẽ biết là ba cái lá này có những cái vị trí cực kỳ lớn. Và ba cái lá này, ở một lá từ bộ hoàng gia và hai lá từ Major Arcana, nó cũng nhánh trọng đại, nó thể hiện một cái xoay chuyển cực kỳ lớn và có giá trị ở trong cái hành trình của các bạn. Và đó là tất cả những gì mà chi dành cho tụ một ở khoảng thời điểm này, tất cả những các bạn, tất cả những gì các bạn cần nghe tại thời điểm này. Cảm ơn tụ một rất là nhiều. Bây giờ chi sẽ chuyển sang tụ hai, hẹn gặp lại các bạn vào một cái random clip nào đó khác mà chị cảm thấy là mình cần phải xuất hiện hoặc là ngoi lên, thì chị sẽ gặp mọi người lại một lần nữa ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người. Chào tạm biệt mọi người. Xin chào tất cả các bạn.
clip rất là random sau rất là nhiều ngày Chi được thôi thúc trong khoảng tầm 2 tháng trở lại đây. Mình nghe thấy rất là nhiều những cái lời cầu nguyện và những cái sự trăn trở của tất cả mọi người, cho dù là trực tiếp hay là gián tiếp qua những cái giấc mơ hoặc là qua những cái trực giác của mình mỗi ngày, thì mình đều cảm thấy là mình cần phải làm một cái gì đấy, cần phải nói một cái gì đấy với mọi người. Cho dù là lâu ngày lắm rồi và cho dù là mình đã kết thúc với những cái trải bài, thì ngày hôm nay Chi sẽ đến với tụ hai trong một cái câu hỏi rất là mở, đó là mọi người cần phải nghe điều gì ngay tại thời điểm này, cần phải biết điều gì ngay tại thời điểm này. Thì Chi sẽ bắt đầu trải bài. Vì mọi người chọn cái bộ bài này trước nên là Chi sẽ xào bộ bài này trước để lấy thông điệp từ bộ bài này trước. Mọi người đang cần nhận thông điệp gì ngay tại thời điểm này? Nếu như tiếng có bé thì mọi người thông cảm cho Chi nhé, vì Chi đang ở một nơi không phải là nhà mình và đang đeo tai nghe không cắm mic, nên là có thể cái tiếng nó sẽ bị nhỏ. Thông điệp gì mà mọi người đang cần nghe ngay tại thời điểm này cho tụ hai? Các bạn có paradigm shift, từ này không biết đọc đúng không nữa, nhưng mà đây là một cái lá mà khi mà Chi nhìn vào ấy Chi sẽ nhìn ngay ra cái lá devil ở trong bộ tarot. Nó là một, nhưng mà nó hay hơn cái, khi mà Chi cảm nhận cái lá này nó hay hơn ở devil ở một chỗ ấy, là nếu như devil nó nhắc rất là nhiều về, đối với Chi nó nhắc rất là nhiều về addiction, về những cái sự nghiện ngập, về những cái lối trốn thoát để mà trốn thoát cái thực tại của mình á, thì cái para shift này á, nó khiến cho Chi cảm giác là bạn đang ở cái ngưỡng cửa của cái việc nhìn thấy cái lối ra trong cái việc kết thúc tất cả những cái sự kiểm soát đó, kết thúc tất cả những cái về mặt độc hại đó, thì bạn đang nằm ở ngay cái cánh cửa ánh sáng để cho mình nhìn thấy rằng là mình cần phải bước về hướng nào. Thì có thể là từ cái lá này, ngày hôm nay cả hai tụ đều xuất hiện số 4 rất là nhiều. Có nghĩa là cả hai cái đối tượng nghe cái trải bài này, cả hai tụ các bạn đang trải qua những cái sự xoay chuyển cực kỳ lớn để đến với những cái nền móng mới. Cái số 4 nó đại diện rất là nhiều cho những cái nền móng, cho những cái móng nhà, cho những cái sự ổn định, vững chắc. Cho nên là có thể là cái khoảng thời gian vừa qua của tụ 2 cũng giống, gần giống như tụ 1, đó là cái sự hỗn loạn. Ở tụ 1 thì thực ra nó không phải là hỗn loạn, mà nó là cái sự xoay chuyển nhiều thử thách mới ở trong công việc sự nghiệp. Thì Chi không biết là tụ 2 này, cái sự hỗn loạn vừa qua của các bạn nó là cái gì. Dường như là ở tụ 2 Chi cảm giác là các bạn đang trên cái bờ của cái việc cảm nhận được ánh sáng nó nằm ở đâu rồi. Có nghĩa là chưa nhìn thấy rõ cái hướng đi của mình, cho dù là cái này liên quan tới khía cạnh nào hay là việc gì nhá. Có thể là các bạn chưa nhìn rõ cái sự giải quyết, cái đường hướng giải quyết. Tuy nhiên mà các bạn cảm nhận được một cái gì đấy nó rất là sáng, nó đang đến với mình. Và từ đó các bạn có một cái cảm giác là à, hãy bình tĩnh lại một chút, mình không cần phải lo lắng nhiều đến như thế. Và tự nhiên trong tim các bạn nó có một cái gì đấy nhẹ nhẹ. Thỉnh thoảng nó sẽ có những cái moment, những cái khoảnh khắc mà tim bạn cảm thấy hít thở và nó nhẹ nhàng, mặc dù là xung quanh bạn đang là cái sự hỗn loạn. Divine talents. Ok. Có thể cái tụ này là cái tụ đi thẳng vào vấn đề luôn, có nghĩa là có thể chọn cái tụ này rất là ít, hoặc là nhiều Chi không biết nữa, nhưng mà nó cho Chi một cái cảm giác rất là cụ thể, rất là chi tiết. Và cái đối tượng ở đây rất là cụ thể là những người làm nghệ thuật. Chính xác là những người làm nghệ thuật. Đây là cái tụ, nếu như các bạn không làm cái gì liên quan đến nghệ thuật thì có thể các bạn có thể skip cái video này, hoặc là đến với một cái trải bài khác, một cái kênh khác. Vì thực sự hôm nay nó là một cái clip rất là random, nhưng cái tụ này là cái tụ mà các bạn đang làm nghệ thuật. Chắc chắn 100% các bạn đang involved là vào làm nghệ thuật. Bất cứ là các bạn là cái talent đó, các bạn là cái người nghệ sĩ đó, hay các bạn đang info xung quanh một cái tạo nên một cái nghệ gì đó, nghệ thuật, thì các bạn đang chọn tụ này.
Dark Knight of the Soul. Ôi giời ơi. À, thực sự thì thế này. Hôm nay cái tụ hai này chị sẽ nói chuyện gần như là một cái giọng nói chuyện nhiều hơn là trả bài. Chị biết là các bạn đang không tin vào cái khả năng của mình, đang không tin vào cái tài năng của mình, đang cảm thấy là mình rất là chơi vơi. Mặc dù chính vì cái khả năng nghệ thuật sáng tạo của các bạn, cho nên là ở giữa tất cả những cái đống hỗn độn này, thi thoảng các bạn vẫn cảm thấy được ánh sáng và vẫn muốn cảm nhận được ánh sáng. Thế nhưng mà dường như cái khoảng thời gian này, hoặc là ở thời điểm này nó đã đỡ hơn rồi, nhưng mà dường như là 3 tháng, 3 4 tháng trở lại đây, nó khiến cho các bạn cảm giác như là mình không không phải là cái người có tài năng đến vậy á. Và các bạn cảm thấy mất hết cái niềm tin vào cái khả năng của mình, mất hết cái niềm tin vào cái tài năng của mình, và dường như là không có một tí niềm tin nào vào cái tài năng của mình cả. Và cái tài năng này của các bạn á, cái nghệ thuật ở trong cái tụ này á, nó không chỉ đến từ những cái người nghệ sĩ, những cái mà làm về nghệ thuật đâu, mà nó còn là những cái về chữa lành nữa. Ở đây có rất nhiều bạn có thể đang phục vụ cho một cái gì đấy về mặt tâm linh, về mặt chữa lành, nhưng sử dụng một cái hoạt động nghệ thuật nào đó. Có thể là hội họa, chữa lành, âm thanh, âm nhạc, vẽ, hoặc là sáng tạo, hoặc là content creator, những cái người mà sáng tạo về mặt nội dung của khía cạnh chữa lành, thì các bạn đang gần như là chỉ cảm giác như là các bạn trống rỗng. Bạn trống rỗng, không biết làm cái gì tiếp theo, không biết mình có đang đi đúng đường hay không, không biết mình làm tất cả những cái việc qua vì cái gì, và không biết mình tiếp tục vì cái gì. Thì đây là cái nguồn năng lượng của những bạn chọn tụ hai cho tới cái thời điểm này mà chị nhìn thấy. Dạo gần đây một số bạn ở trong cái tụ này, các bạn còn mơ rất là nhiều, và những cái giấc mơ nó rất là kỳ, nó kỳ kỳ. Ngoài cái việc là đang có rất là nhiều thứ xung quanh huyền học liên quan đến Neptune, hay là liên quan đến ví dụ như ngày hôm nay chính là nguyệt thực trăng báo, thì có thể là đặc biệt là nếu như các bạn là thuộc cung nước nữa, thì cái khoảng thời gian gần đây các bạn mơ rất là nhiều những cái giấc mơ rất là kỳ quái. Nó có thể là những cái giấc mơ hơi đáng sợ một chút xíu, nhưng nó cũng có thể là những cái giấc mơ mà thuộc về mặt vũ trụ rất là nhiều, hoặc là những cái nó trông nó màu sắc nhưng mà nó bị kéo đặc lại á, nó khiến cho các bạn có cảm giác bị bí. Nó không hẳn là một giấc mơ đẹp, nó có thể là rất nhiều màu sắc, nó có thể rất nhiều hình thù, nó có thể rất là nhiều những thứ involve xung quanh cái giấc mơ đó, nhưng mà nó khiến các bạn rất là bị ngộp thở. Và cái sự ngộp thở này á, nó không đến từ năng lượng bên ngoài đâu, nó đến từ những cái suy nghĩ bên trong bạn, nó đến từ những cái niềm tin bên trong bạn, những cái sự trigger, những cái sự kích động ở bên trong bạn, nó khiến cho bạn mất hoàn toàn cái niềm tin vào những cái bước đi tiếp theo. Thậm chí là có những cái lúc mà các bạn làm ra được một cái sản phẩm gì đó, một cái bản draft, một bản nháp gì đó rồi, hoặc là viết một cái khung gì đó rồi, nhưng mà đến lúc mà cần các bạn phải hoàn thành, thì các bạn vì những cái nỗi sợ của mình, vì những cái sự phán xét trên cái sản phẩm của mình mà các bạn không thể cho ra nổi. Thì đó là cái tình hình mà chị đang thấy ở cái tụ hai này. Các bạn đang chờ đợi rất là nhiều những cái thứ đến từ bên ngoài, nghĩa là tự mình làm khổ mình ấy, bằng cái cách là ngồi chờ những cái cơ hội, ngồi chờ những cái nó đến từ bên ngoài. Các bạn đang chờ đợi một cái thông tin nào đó, một cái cơ hội nào đó nó đến với mình từ bên ngoài. Có thể là chỉ là ví dụ thôi, là nếu như bạn làm âm nhạc chẳng hạn, có thể là chờ show, chờ một cái sự collab nào đó, hoặc là khi mà các bạn viết content hay là làm TikTok hay làm YouTube, các bạn chờ một cái cơ hội nào đó đến mình, chờ một cái ý tưởng nào đó đến mình. Hoặc hội họa chẳng hạn,
hoặc là làm những cái dịch vụ về mặt chữa lành hoặc là dịch vụ về mặt nghệ thuật. Các bạn chờ cái cơ hội đến với mình, chờ rất là nhiều nhưng mà không thấy đâu cả, không thấy có một cái gì hợp lý đến với mình cả. Hoặc là nó đến với mình nhưng mà mình không có chắc chắn và mình cảm giác sợ hãi và mình không biết là mình có làm được cái điều đó hay không. Các bạn đang chờ những cái bên ngoài rất là nhiều mà các bạn không biết rằng là tất cả những cái gì nó được nén ở bên trong, những cái ánh sáng nó được nén ở bên trong mình. Tất cả những cái bạn nhìn hai cái lá này, những cái ánh sáng, những cái phát sáng nó được nén ở trong cơ thể của mình, nó đang chờ ngày được bùng nổ. Nó ở hết ở trong cái nguồn năng lượng của mình rồi, nhưng nó chỉ chờ chính bản thân bạn mở cái cánh cửa này ra thôi. Nó đang chờ chính bản thân bạn mở cái cánh cửa này ra. Bạn bị kiểm soát rất là nhiều. Các bạn có nhìn thấy cái cô ở trên này không? Cái trông cái hình ảnh này nó giữ lại cái cánh cửa và nó đến từ cái tầng nhận thức của các bạn, nó đến từ cái niềm tin của bạn và tầng tâm trí của bạn, chứ nó không đến từ bên ngoài. Nhưng mà các bạn nhìn cái tấm hình này, các bạn có thể thấy ngay là nó đến từ bên trong tâm trí của mình. Nó kiểm soát lại cái cánh cửa đấy, nó không thể mở ra để cho tất cả những cái điều này nó được lộ ra ngoài. Là bởi vì bạn đang có quá nhiều cái sự nghi ngờ, có thể là đến từ những cái tổn thương cũ, nhưng cũng có thể đến từ cái việc là đã quá lâu rồi các bạn không không cho phép bản thân mình mở cái cánh cửa đó ra. Và dần dần các bạn thu vén nó lại thành những cái khối rất là đặc, và nó khiến cho nó xuất hiện cả ở trong những cái giấc mơ của các bạn. Khi mà nó cứ đặc quánh lại như vậy và nó cứ bức tách lại như vậy, và mọi người chờ rất là nhiều. Ở đây có thể là các bạn thuộc cung khí Bảo Bình Thiên Bình Song Tử hoặc là cung lửa. Ở đây thì có tất cả các cung hiện lên trên này nếu như theo chị cảm nhận. Một cái sự tha thứ ở đây cần được, không biết tại sao, vì cái lý do gì mà khi nhìn vào cái lá này chị thấy cần có một cái sự tha thứ ở đây để mà các bạn có thể bước tiếp ở trên cái chặng đường talent này của mình, ở trên cái chặng đường mà sáng tạo nghệ thuật hoặc là chữa lành dịch vụ. Ý chị nói không phải là nghề dịch vụ, mà ý là mình đang làm những cái dịch vụ về mặt chữa lành. Dịch vụ ở đây là dịch vụ cho vũ trụ ấy, về mặt chữa lành, chứ không phải là dịch vụ ở đây là dịch vụ thương mại, mà làm những cái hành động, làm những cái định hướng mà để phục vụ cho cái việc chữa lành. Và cái từ tha thứ ở đây hiện lên, chị nhắc lại một lần nữa là các bạn đang cần phải tha thứ cho một cái trường hợp, tình huống nào đó liên quan đến cái việc các bạn thể hiện bản thân mình. Các bạn đang cần tha thứ, có thể là ở một cái khoảng thời gian gần đây hoặc là trong vòng vài năm trở lại đây, có một cái tình huống nào đó khi các bạn thể hiện, các bạn thể hiện những cái kiến thức của mình, thể hiện những cái sự sáng tạo, những cái nội dung của mình, những cái talent, những cái tiềm năng của mình, những cái tài năng của mình, các bạn bị phán xét rất là nhiều. Và từ đó là các bạn chỉ nhìn theo tất cả những cái sự tổn thương, những cái sự phán xét đó, để các bạn đánh giá tất cả những cái cân đo đong đếm, tất cả những cái sản phẩm của mình, mà các bạn không thể cho các bạn một cái sự thở phào nhẹ nhõm để chỉ là đưa nó ra ngoài kia thôi. Các bạn không hiểu rằng là cái sự sáng tạo á, nó không có một quy chuẩn nào cả. Nó không có bất cứ một cái sự quy chuẩn nào cả. Tất cả mọi người đều có một cái nguồn, một cái suối nguồn sáng tạo khác nhau. Nó xuất phát từ những cái nguồn khác nhau. Vì thế mà những cái sự thể hiện và những cái sự đưa ra ngoài kia nó cũng khác nhau. Vì thế mình không thể có bất cứ một cái quy chuẩn nào để phán xét cái việc đó cả, để định giá, định một cái quy chuẩn nào lên nó, cho nó là tốt hay là xấu, hay là điểm 10 hay là điểm 1 cả. Thế nhưng mà các bạn lại tự cho mình một cái quy chuẩn rất là khắt khe. Cái quy chuẩn sáng tạo và những cái sự triển khai, những cái logic của các bạn nó có ý nghĩa và nó sẽ tốt nếu như nó ở một cái mức độ vừa đủ, chứ không phải là cân đo đong đếm một cách định giá, một cách định kiến, một cách phán xét, để cho mình không thể nào có thể cân bằng được và đem tất cả những cái talent của mình thể hiện ra bên ngoài kia, cho truyền đạt ra bên ngoài kia cho mọi người cùng thấy. Và ngoài ra chị còn thấy là cái tài chính nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều
đến từng cái đường đi nước bước của các bạn trong cái việc mà thể hiện về mặt nghệ thuật hay là sáng tạo hay là xây dựng nội dung này. Các bạn đang cân đo đong đếm rất là nhiều những cái chi phí hàng ngày của mình, có thể là có những bạn thậm chí là day by day, tức là bills by bills, payments by payments, kiểu như là tháng nào biết tháng đó, ngày nào biết ngày đó. Những cái nguồn năng lượng về tiền bạc của mình có vẻ như là cả hai tụ ngày hôm nay chỉ cảm giác như nó đều đều chỉ là một tụ mà thôi. Nó đều nói rất là nhiều về những cái rào cản về mặt tài chính, về cơ sở vật chất để cho các bạn có thể bước tiếp trên cái hành trình này. Tuy nhiên thì ở cái tụ hai này chị thấy rằng sẽ có một cái nguồn lực nào đó đang tới để giúp đỡ các bạn qua hai cái lá này. Khi mà nó đứng cạnh nhau thì chị cảm giác như là các bạn, chị biết là các bạn đang trông chờ rất là nhiều và nó sẽ đến. Thế nhưng trong cái lúc mà vũ trụ đang sắp xếp để cái sự giúp đỡ đó, để cái sự breakthrough đó, để cái sự vỡ tan ra đó, một cái tình huống nào đó, có thể là một cái nguồn tiền cực kỳ lớn nó sắp về với các bạn chẳng hạn, hoặc là một cái người đang rất là hào phóng đang đến với các bạn chẳng hạn, thì trong cái lúc đợi cái việc mà từ giờ cho đến cái lúc mà các bạn được, hoặc là có một cái deal nào đấy mà nó sẽ mang lại một cái nguồn tiền ổn định cực kỳ lớn trong vòng một năm nữa dành cho các bạn, để các bạn tiết kiệm, để các bạn đi tiếp chẳng hạn, thì từ giờ cho đến lúc đó các bạn cần phải cho ra một cái gì đấy. Với hai cái lá Divine Timing, Spiritual Decree và Star Child, và kể cả là cái lá Shift vừa nãy, nếu như các bạn không cho ra cái mà các bạn đang ấp ủ á, thì nó sẽ vẫn mãi mãi ở hai cái lá này, của cái sự chờ đợi, của cái sự trông chênh, của cái sự gọi là cân đo đong đếm mỗi ngày, phải trả mỗi ngày, phải ngày qua ngày, cái nguồn tiền của mình nó cứ ngày qua ngày, nó không có cái gì ổn định, nó không có cái gì nó khiến cho các bạn cảm thấy là vững chắc để các bạn bước tiếp, có cái nền móng để cho các bạn bước tiếp cả. Cũng có thể là ở cái tụ này giống như tụ một, các bạn đang ở cái độ tuổi 25, 26, hoặc là cái chu kỳ cuối cùng của độ tuổi 27, nó gặp rất là nhiều khó khăn về mặt tài chính công việc. Nếu như nói theo tử vi phương Đông thì là như vậy. Nhưng ở đây chỉ có một cái thông điệp rất là rõ ràng mà chị vừa mới nói, là các bạn đang ấp ủ một cái gì đấy, một cái sản phẩm, một cái dự án, một cái sản phẩm sáng tạo, nội dung nào đó mà các bạn đang cực kỳ phán xét nó, cực kỳ định kiến nó, cực kỳ gọi là lò luyện đơn nó, bó nó lại, cố gắng nén nó lại. Mà từ giờ cho đến khoảng tầm 3 tháng nữa mà các bạn không cho ra nó ấy, thì nó sẽ kéo, chỉ là 3 tháng thôi nhá. Nếu như nó trong vòng 3 tháng nữa các bạn không hoàn thành cái việc này và để cho cái cánh cửa đó nó mở ra ấy, đây không phải là cảnh báo đâu, đây là sự thật, thì các bạn sẽ ở trong cái vòng lặp của cái chuyện là chờ đợi như thế này trong vòng khoảng phải đến một năm nữa. Thật sự là như vậy. Nếu như các bạn cứ cứ cố gắng chạy lại cái vòng lặp đó, chạy lại cái vòng lặp đó, không cho nó ra, thì nó sẽ vẫn mãi ở cái đoạn là chờ đợi như thế này. Cái cơ hội nó sẽ không đến đâu. Bạn đừng mong chờ cái việc là à, mình sẽ chờ đợi một cái cơ hội nào đó trước khi mà mình cho ra cái sản phẩm đấy, để mà mình có được cái nguồn tiền trước đã, thì mình mới đập thêm vào cái sản phẩm đấy để mà làm cho nó có cái sự đầu tư hơn ấy. Không, bạn nghĩ như thế nhưng mà chưa chắc như thế đã là đúng. Và theo như cái tình huống ở trên cái trải bài của cái tụ này thì nó không đúng một chút nào cả. Cho đến bao giờ bạn cho cái sản phẩm đó ra và chấp nhận nó chưa đủ hoàn hảo như bạn mong muốn, mới ở cái mức độ thô sơ và tốt nhất có thể, thì chừng đó cái cơ hội lớn nó mới đến đằng sau đó. Chị sẽ xem rất là hay là cả hai tụ ngày hôm nay liên quan cực kỳ nhiều đến phát triển bản thân, công việc, sự nghiệp, và có thể là các bạn cần nghe cả hai tụ. Vừa mới nghĩ là sao nó không dính dáng gì đến cảm xúc xong, nhưng mà cái lá này nó cũng là một cái lá nhắc lại một lần nữa cho chị thấy là các bạn làm việc về sáng tạo nghệ thuật và
chữa lành rất là nhiều. Vì cái này nó liên quan rất là nhiều đến cảm xúc. Và khi mà ở trên cái trải bài này thì có cảm giác như là nếu như cảm xúc của bạn được ổn định thì cái sản phẩm của bạn nó mới tốt. Thì tất nhiên rồi, cái việc mà sáng tạo nghệ thuật nó liên quan rất là nhiều đến cảm xúc. Thế nhưng nhá, có một cái điều đặc biệt ở đây này. Số 2 đang xuất hiện nhiều hơn 2 lần. Không phải 2 lần đâu. Ở 2 lần. Thì cái số 2 này á, nó cho Chi rất là nhiều cái suy nghĩ và cái cảm nhận đến cái từ soulmate. Ngay lập tức nó hiện lên cái từ soulmate, cái từ tri kỷ. Và ở đây á, Chi cảm giác như á, vì nó nhiều hơn số 2, cho nên có thể là trong cái khoảng thời gian sắp tới, khi mà bạn phá vỡ đi cái, vỡ tan qua cái chu kỳ cũ này để bước sang cái chu kỳ mới á, bạn sẽ gặp ít nhất là 2 tri kỷ, 2 đến 3 tri kỷ mới. Thì ở đây không phải là Chi muốn nói là cái từ tri kỷ nó dễ dàng đạt được như vậy, mà Chi nói ở đây là có thể, cái từ tri kỷ là có thể là nó nói quá là như vậy thôi, Chi nói quá là như vậy thôi. Nhưng các bạn sẽ gặp ít nhất là 2 đến 3 người, hoặc là nhiều hơn như vậy, những cái người mà các bạn cảm thấy thực sự nó là gia đình của mình. Đây, chính hai cái lá số 2 này nó cho Chi một cái cảm giác là cái khoảng thời gian vừa qua, khi mà các bạn lạc lõng, hoặc là trước cả cái khoảng thời gian mà lạc lõng, trước khi đến cái khoảng thời gian lạc lõng, các bạn đã mất đi một cái nhóm nào đó, hoặc là một cái đối tượng nào đó mà các bạn từng cho họ là gia đình, từng cho họ là soul sister, soul brother, soul family, từng hiểu rằng họ là gia đình, linh hồn của mình. Họ là những cái người mà kề sát bên mình và là những cái người mà mình thực sự có thể rất rất tin tưởng. Thế nhưng một lần nữa mình bị tổn thương bởi những cái niềm tin đó, bởi những cái vết xước giữa những cái mối quan hệ mà mình từng cho họ là gia đình của mình. Thế nhưng sau tất cả những cái chuyện mà các bạn xảy ra, tất cả những cái tháng ngày mà các bạn làm việc với bản thân mình, các bạn tha thứ, rồi các bạn kiên nhẫn với chính cái hành trình của mình á, Chi đảm bảo là các bạn đã hiểu ra rằng là đôi khi những cái hình tượng mình xây dựng lên như vậy, nó không phải là gia đình linh hồn của mình, nó không phải là những cái người mà thực sự là tri kỷ của mình. Cho đến khi mình gặp những cái mối quan hệ mà mình phải trải qua một cái khoảng thời gian rồi, mình mới hiểu là tại sao họ ở đây, tại sao họ gắn bó với mình, và mình cảm thấy được thực sự một cái sự kết nối sâu sắc một cách thật sự, chứ không phải là hình tượng xây lên nữa, và một cái sự theo đuổi ideal nào đó nữa, không phải là một cái sự theo đuổi một cái hình tượng nào đó nữa, mà nó thực sự là dành thời gian mất khoảng tầm 1 năm với nhau để các bạn mới có thể thực sự hiểu và kết nối được với nhau ấy. Thì lúc đó bạn mới biết rằng đâu thực sự là những cái người tri kỷ của mình, đâu thực sự là những cái người gia đình của mình. Cái trường hợp này là một cái trường hợp mà chính bản thân Chi cũng trải qua trong cái khoảng thời gian vừa qua thôi. Có những người, có những cái mối quan hệ mà ngay từ những cái lần đầu gặp, 1-2 tháng đầu mình gặp, mình cảm thấy là mình thực sự cực kỳ là hợp nhau, cái gì mình làm, thậm chí là làm chung cái hướng đi với nhau, và mình có thể hiểu tất cả những cái gì mà họ trải qua, hoặc là họ hiểu tất cả những cái gì mình trải qua, và dành những cái thời gian rất là khăng khít với nhau. Và ngay lập tức là mình bị build up, mình bị xây dựng trong cái trái tim của mình một cách rất là nhanh, tại vì đó là thói quen đến từ những cái tổn thương cũ mà. Mình xây dựng lên cực kỳ nhanh những cái hình tượng mà mình nghĩ rằng là ok, đó chính là cái soul family của mình. Cho đến khi một lần nữa nó xảy ra một cái bài học mới, một cái bài học với những cái mối quan hệ đó, một cái vết thương cực kỳ lớn mà khó để có thể tin rằng là cái người đó mang lại cho mình. Và mình trải qua cái bài học đó, mình mới bắt đầu rút kinh nghiệm, mình mới bắt đầu có cái sự quan sát tốt hơn. Khi mà gặp một cái mối quan hệ mới, mình bắt đầu lay back, mình không phải là mình mất niềm tin nữa, mà là mình từ tốn hơn, mình nhẹ nhàng hơn, mình quan sát kỹ hơn, mình dành thời gian tìm hiểu cái người đó, kể cả là đó là mối quan hệ lãng mạn hay là không nhá. Mình thực sự dành thời gian để tìm hiểu cái người đó, để tìm hiểu cái cuộc sống, cái thế giới của cái người đó, kết nối với nhau và xem là mình có chung cái lý tưởng, chung cái nguồn năng lượng và cái khát khao từ cái trái tim của mình hay không. Thì lúc đó mình mới hiểu là họ mới chính là những cái người mà thực sự có cái sự dây kết nối với nhau. Bên cạnh đó thì phải có 30% hoặc là 20% của cái việc các bạn tin, và các bạn luôn luôn có một cái ý thức rằng là
đừng bao giờ mình quá bị attack, có nghĩa là bị dính, bị attack là cái chữ dính và bị bó buộc, bị phụ thuộc, lệ thuộc vào bất cứ một cái mối quan hệ nào cả. Thì tất cả những cái mối quan hệ sau đó các bạn sẽ đều giữ nó ở một cái mức độ chân thành vừa đủ, kết nối vừa đủ. Và khi mà nó càng ngày nó càng sâu sắc hơn rồi thì lúc đó các bạn sẽ biết rất rõ ràng, có một cái màng lọc, sự sàng lọc rất rõ ràng là đâu mới là gia đình linh hồn. Thì ở quay lại cái câu chuyện là ở trong khoảng thời gian tới, chỉ cần trong 2 tháng nữa thôi, các bạn sẽ nhận ra rằng là, hoặc là bây giờ các bạn đã nhận ra rồi, là có nhiều hơn 2 đến 3 cái người nào đó ở trong cái circle nhỏ của các bạn. Các bạn thực sự cảm thấy là đây là cái sự kết nối. Và tất cả những cái người này từ 2 cái lá này á, những cái người gia đình linh hồn này á, họ sẽ giúp bạn xây dựng cái tài năng của bạn một cách tốt hơn. Có nghĩa là đứng bên cạnh bạn khi mà bạn đang gặp khó khăn, dark night of the soul, trong cái hành trình đi tìm, đi cảm nhận lại cái tài năng của mình và truyền đạt lại cái tài năng của mình, họ sẽ giúp đỡ bạn rất là nhiều trong khoảng thời gian sắp tới. Cái tụ này là cái tụ, nếu như cái tụ bên trên không, cả 2 tụ ngày hôm nay đều không đi một mình, trong khoảng tầm 2-3 tháng nữa các bạn sẽ thấy là những cái người này họ liên tục xuất hiện lại trong những cái thử thách của các bạn. Bất cứ lúc nào mà các bạn gặp thử thách của bạn, gặp cái sự khó khăn trong cái shadow work của mình, trong cái việc vượt qua một cái sự khó khăn nào đó về mặt công việc, về mặt sáng tạo, thì những cái người đó họ sẽ ở ngay cạnh bạn đúng cái thời điểm mà bạn cần họ. Và đây là một cái tin rất là vui, đặc biệt là những cái bạn mà chi hiểu, những cái bạn mà làm nghệ thuật hoặc là làm sáng tạo, làm nội dung á, khi mà các bạn cảm thấy cô đơn và cô độc á, bạn sẽ rất rất khó để có thể vượt qua được cái việc làm thế nào để cho ra cái sản phẩm của các bạn. Thì khi có một người đủ cái sự gần gũi để lắng nghe, để kết nối và để thúc đẩy các bạn á, các bạn sẽ làm được điều đó rất là tốt. Và những cái người sắp tới đến với các bạn sẽ là những cái mối quan hệ cực kỳ xứng đáng sau tất cả những cái gì mà các bạn phải trải qua, bị tổn thương về những cái mối quan hệ mà mình đã từng cho họ là gia đình. Đây. Ngay lập tức là cái lá năm kiếm này nó lại hiện lên. Nhưng mà chị sẽ một lần nữa, chị sẽ không nhắc lại quá nhiều về cái vấn đề này nữa, bởi vì các bạn cũng đã đủ hiểu những cái vết thương của mình ở trong quá khứ với những cái mối quan hệ đó rồi. Và cái lá này cũng là một cái lá mà nhắc là trong cái khoảng thời gian sắp tới có thể cái mối quan hệ, những cái mối quan hệ vết xước đó nó sẽ quay lại. Đây là một tin mà không phải ai cũng muốn nghe. Thế nhưng mà nó sẽ quay lại để làm gì? Để cho các bạn thay đổi cách phản ứng của mình, thay đổi cái cách nhìn của mình, cái cách tiếp cận của mình và cái cách xử lý tình huống của mình. Nếu như ở trong quá khứ với những cái mối quan hệ vết xước đó mà bạn cư xử, bạn cảm thấy là lúc đó bạn cư xử chưa được tốt, thì hãy hiểu rằng là cách cư xử đó nó là cái sự tốt nhất dựa theo cái ý thức, cái tầng nhận thức của bạn tại thời điểm đó rồi. Và cho đến bây giờ khi bạn trưởng thành hơn, nó sẽ quay lại để nó cho bạn một cái cơ hội thay đổi lại cái cách phản ứng của mình. Để làm gì? Để chữa lành vết thương. Chữa lành vết thương như vậy, rất nhiều bạn hỏi với chị là làm thế nào chữa lành vết thương. Chữa lành vết thương là khi cái tình huống cũ đó nó quay lại, bạn thay đổi cách phản ứng, bạn thay đổi cách xử lý, bạn thay đổi cách nhìn nhận và cái nguồn năng lượng mà bạn bắn về phía nó. Thì đó chính là cái sự chữa lành. Và sắp tới bạn sẽ có cơ hội để làm cái điều đó. The Fool. Không nói lại nhiều nữa ha. Đây sẽ là cái lá bài cuối cùng mà chị dành cho tụ 2 ngày hôm nay. Nếu như các bạn có bất cứ một cái sản phẩm nào, đây là một cái trải bài rất là thẳng, rất là thẳng thắn, dành cho ai mà nghe cả 2 tụ bài ngày hôm nay hoặc là cái tụ 2 ngày hôm nay, đó chính là cho ra nó đi. Bất cứ một cái dự án nào của bạn, kể cả đó là sách, viết sách hay là âm nhạc hay là content, nội dung, hay là hội họa, hay là một cái gì đấy liên quan đến chữa lành, bất cứ một cái gì mà các bạn đang xuất hiện ở trong đầu của bạn ngay lúc mà nghe chị nói câu này, hãy cho nó ra đi. Hãy hoàn thành nó chỉ trong khoảng thời gian 3 tháng tới thôi. Hoàn thành nó, up nó lên, hoặc là truyền đạt nó ra, hoặc là xuất bản nó, hoặc là thực hiện nó đi. Thì ngay sau cái sự dũng cảm đó,
nó sẽ là một cái cơ hội cực kỳ lớn đến các bạn. Có một cái cơ hội rất lớn đang đứng đợi các bạn trong vòng 3 tháng tới. Thế nhưng nó chỉ xuất hiện chừng nào bạn cho ra cái mà bạn đang ấp ủ, mà bạn đang phán xét, mà bạn đang nghĩ rằng là à, mình cần nhiều tiền hơn để đầu tư cho nó, hoặc là mình cần thêm thời gian để mà hoàn thành nó, hoặc là mình cần thêm kiến thức để mà hoàn thành nó, hay là như thế nào đó. Bất cứ một cái gì hãy làm nó tốt nhất có thể tại cái thời điểm này, với tất cả những gì mình có tại thời điểm này. Thì sau khi bạn làm được cái việc đấy trong vòng 3 tháng tới nữa thôi, ngay sau khi bạn làm việc đấy thôi, nó sẽ xảy ra ngay lập tức. Nó sẽ xảy ra ngay lập tức, nó sẽ đến với bạn ngay lập tức. Có thể là sau 3 ngày, sau 3 tuần, nó sẽ xảy ra ngay lập tức sau khi bạn hoàn thành được cái việc đó. Cái thông tin này, cái cơ hội lớn này có thể thậm chí với một số bạn đến từ nước ngoài, hoặc là một cái người ngoại quốc nào đó, hoặc là người nước ngoài, hoặc là đi công tác nước ngoài, hoặc là có cơ hội du học, hoặc là như thế nào đó. Nó sẽ xảy ra ngay lập tức đối với một số bạn ở trong cái trường hợp này. Còn lại, hãy nhớ rằng những cái cơ hội tuyệt vời nó sẽ đến ngay khi bạn chấp nhận truyền đạt những cái gì mình đang có ra thế giới bên ngoài, những cái tài năng mình đang có ra thế giới bên ngoài. Hãy tập trung vào cái việc là mình đang truyền đạt bản thân mình một cách tốt nhất, và tập trung vào cái việc là mình đang, hoặc là với những bạn là phục vụ cho cái việc chữa lành ấy, hãy chỉ hướng cái tâm mình về cái việc là đang phục vụ cho việc chữa lành bằng những cái gì mình có. Đừng làm phức tạp hóa nó lên, đừng phán xét nó, đừng vì những cái tổn thương cũ mà khiến cho mình ém lại, nén lại tất cả những cái tài năng mà mình có. Bởi vì dù thế nào đi chăng nữa, bạn cũng không thể nào chối từ được cái việc là vũ trụ luôn luôn sử dụng những cái tài năng của mỗi người để phục vụ cho một cái mục đích nào đó hướng tới cộng đồng. Đó, đó là tất cả những gì. Và nếu như bạn không chịu làm, nó sẽ push hoài, nó sẽ đẩy lại. Và chính bạn đang là cái người ngưng đọng lại cái thời gian chạm tới những cái cánh cửa đó của mình, những cái cánh cửa tuyệt vời, phước lành hơn. Chính bạn là người đang kìm nén, đang delay nó lại. Đây, chính là mình thôi, đang delay nó lại. Và chừng nào mình the full nó, mình tới với nó, thì cái con chim này nó sẽ mang tin mừng đến với bạn. Và đó là tất cả những gì chi dành cho cả hai tụ ngày hôm nay. Tụ 2 hoặc là các bạn tụ 1, thậm chí cũng nghe tụ này, chi nghĩ là ngày hôm nay chi tưởng là sẽ cần đến hai tụ, nhưng mà chị cảm giác như là một tụ sẽ dành cho một nhóm người rất cụ thể đang cần nghe cái điều này. Đó là những gì mà chị dành cho mọi người hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian để nghe cái clip random này và click vào clip này sau một khoảng thời gian cực kỳ dài. Mình nghỉ ngơi, mình làm những cái công việc và dự án riêng của mình, thì ở tại cái thời điểm này vì nó quá nhiều tiếng nói trong đầu của mình cần phải xả ra, cho nên là mình mới nhân cái ngày người thực ngày hôm nay, mình ngồi xuống tại một cái nơi rất là lạnh như thế này để mình truyền đạt cái thông tin này đến với mọi người. Thì mong là nó sẽ có những cái thông tin hữu ích cho mọi người trong cái chặng đường sắp tới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và hẹn gặp lại mọi người trong một cái clip nào đó lần sau. Bye bye.